Tin từ Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, mới đây trên địa bàn xảy ra vụ chó dại cắn cùng lúc 6 người nhưng đều chủ quan không điều trị và tiêm huyết thanh, một trường hợp đã tử vong. Cụ thể, bệnh nhân DKR 48 tuổi trú tại thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng là một trong những trường hợp bị chó dại cắn đã tử vong. Trước đó vào ngày 12 tháng 2, anh DKR cùng 5 người khác ở địa phương bị một con chó của người dân trong thôn 1, xã Đồng Nai cắn. Sau khi cắn người được khoảng 2 ngày thì con chó đột ngột chết. Dù biết chó dại cắn người đã chết nhưng anh DKR và 5 người khác đều không điều trị cũng như là không đi tiêm ngừa huyết thanh và vaccine. Đến ngày 13 tháng 6, anh DKR phát bệnh với các triệu chứng mệt mỏi, nóng trong người, đau mỏi khắp cả người, ăn uống kém, khó nuốt, sợ gió, sợ lạnh, sợ nước. Ngày 14 tháng 6, anh DKR được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến sáng ngày 15 tháng 6, anh DKR được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh DKR bị bệnh dại. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, anh DKR được người nhà xin xuất viện về nhà. Đến ngày 17 tháng 6, bệnh nhân đã tử vong. Khi biết tin, 5 người còn lại mới đi tiêm huyết thanh và vaccine, Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng đang tiếp tục điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe các trường hợp trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh dại, tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng chống. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, xử lý bệnh dại cho hiệu quả và an toàn. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể lây từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh dại. Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bị mắc bệnh dại gần như tử vong 100%. Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Thứ nhất, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Thứ hai, không thả rông chó, mèo, chó ra đường phải được đeo dọ mõm, diệt ngay chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc bệnh dại trong khu vực ổ dịch. Thứ ba, không đùa nghịch trêu chó mèo, người bị chó mèo cắn phải đi tiêm vaccine phòng sớm và đầy đủ các mũi tiêm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thứ tư, khi bị chó mèo cắn, cào hay liếm cần rửa ngay vết thương với xà phòng và nước sạch dưới vỏ chai liên tục trong khoảng thời gian 10 đến 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc các chất sát khuẩn khác để làm giảm thiểu lượng virus dại tại vết cắn. Không trà sát, không nặn máu để tránh tổn thương rộng hơn, đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại, sau đó cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt. Khi xử lý vết thương do bị động vật cắn, người dân cần chú ý, không băng kín, không làm dập nát thêm vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn, tránh khâu kín ngay vết thương, không chữa bệnh dại bằng đông y hay thuốc nam. Đặc biệt, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng bệnh dại kịp thời. Việc khám và điều trị dự phòng bệnh dại bằng tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại phải được thực hiện càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ sau khi bị cắn. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại, bởi chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. Trong vòng 6 tháng sau khi tiêm vaccine, người dân không nên sử dụng bất kỳ loại đồ uống có cồn nào như rượu, bia, đặc biệt có một số thuốc gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành kháng thể kháng virus dại của cơ thể. Do đó, trong thời gian này, khi đi khám chữa bệnh cần báo cho các bác sĩ biết việc mình đang tiêm phòng bệnh dại.